bình hơn nha. Đó, nước đục ngoèo rồi, toàn nước phèn thôi. Đó, quá bệnh luôn. Này, thợ kỹ thuật đang tháo cái ống thủy tinh để mình vệ sinh cái máy này nhé. Cái máy nước nóng này sau nhiều năm sử dụng hiện tại là nó nước có nhiễm phèn này. Đây, cái van một chiều này cũng bị oxy hóa này. À, như vậy là trong này nước nhiễm phèn rất là nhiều. Rồi thợ bắt đầu thao tác vệ sinh luôn nhé. Rồi để vệ sinh cái máy này thì trước tiên thợ phải tháo hết cái ống thủy tinh này ra nhé. Mình tháo rời cái ống thủy tinh ra thì mình mới vệ sinh ở bên trong ống thủy tinh với lại cái trong cái bồn bảo ôn được nhé. Trên cái bề mặt của cái bồn inox này nó cũng bị reset oxy hóa này. À, cái này trên nước cũng nhiễm phèn này. Cái máy này hình như hàn cái loại thì xài ti chết đấy thế ạ. Xài ti chết. Cái tô nó cứ đau lắm anh. Đó, nước phèn nhiều lắm, thấy không? Rồi, đâu nào cũng khỏe. Này làm trong vào một tiếng xong nữa tiếng ạ, làm nhanh là được ha. Ở cái van một chiều này á, nó bị mục oxy hóa rỉ sét này. Đấy, cái này do nước nhiễm phèn nó làm hư hại cái van một chiều nhé. Này nát nữa mình phải thay cái van một chiều luôn này, nó không bị tắc. Bên trong bộ này thì nó bị vàng khẽ hết này, do phèn ạ.
Rồi, như vậy là thợ đã tháo xong cái ống thủy tinh ra này. Giờ mình chuẩn bị dùng máy để mình vệ sinh nha. Cái đấy không gì cả, nói Tiến ạ. Cái nào mình không cần phải thiết phải đụng thì không cần đụng tới, hạn chế. Này xả này, xả cái bồn bảo ôn nhé. Đấy, nước bắt đầu nhiễm bẩn ra này. Nước phèn đó. Nước phèn này đục ngào này, đỏ lóm luôn. Rồi, xả đi. Nước đục quá. Đục này, quá trời đục luôn này. Quay gần này. Đấy, nước đỏ lòm, bẩn lắm. Nước rất là dơ nha. Phèn. Quá bẩn luôn. Rồi, ok. Xịt lên trên mặt một xíu tiền. Nước bẩn quá. Đây xúc lần thứ hai nhá. Nãy xả một lần rồi, lần này là lần thứ hai này, nó bẩn hơn nhá. Đó, nước đục ngoèo rồi, toàn nước phèn thôi. Đó, quá bẩn luôn. Đây là thợ kỹ thuật xúc lần hai nhá. Lần một xúc về nó chưa sạch rồi, xúc lần thứ hai nó mới sạch được. Đó, mình đang cho nước lặn vào xả này. À, chừng nào nó nước nó trong thì nó thì thôi. Rồi nước trong trong rồi đó. Rồi trong trong rồi đó. Rồi trong rồi đấy, tí này. Trong rồi, nước trong rồi. Không. Đấy, cái ống này vệ sinh sạch rồi này.
nóc nhà không làm cái gì hả? Không có chậm nào leo nóc nhà không? Leo nóc nhà nào? À bên đâu nhà bên kia thấp sao leo được đúng không? Bên kia thấp làm sao trèo lên cao bên này được? Cẩn thận quá phải không? Quá mức. Mình vệ sinh sạch sẽ từng ống thủy tinh luôn. Rồi xong rồi đó, đến cuối cùng rồi. Rồi được rồi, thành đi. Thôi đầu này tiến đây, từ từ xịt đầu này với máng này. Đầu này với máng này cho xong. Đầu. Rồi như vậy là thợ vệ sinh sạch sẽ rồi đó. Giờ thợ lắp ráp lại nha. Đó, sau khi thợ vệ sinh sạch sẽ xong thì lắp ráp lại nha. Đó, thợ lắp ráp sắp hoàn chỉnh lên này. À, trước khi vệ sinh thì thợ phải tháo toàn bộ ống thủy tinh ra, vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh ống thủy tinh thu nhiệt với lại vệ sinh cái bồn bảo ôn. Sau khi vệ sinh sạch sẽ mình lắp ráp lại nha. Công việc là vệ sinh lắp ráp xong rồi này.